Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 TP.HCM đã cho 1.712 bệnh nhân COVID-19 xuất viện. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế ưu tiên phân bổ tối đa lớn nhất vaccine COVID-19 cho TP.HCM. Sau hơn 10 ngày thi công, Bệnh viện Dã chiến số 5 tại Thuận Kiều Plaza đã hoàn thành và sẵn sàng bàn giao cho ngành y tế. Quảng Nam cử xe đón người dân về từ TP.HCM trong khi người dân Bình Định về từ TP.HCM đã hạ cánh an toàn. Cư dân thuộc nhà B, lô C, D, chung cư Bình Khánh, thành phố Thủ Đức rủ nhau cùng nấu cơm gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo dữ liệu khảo sát, trên 29.000, hơn 2/3 dân số Ấn Độ có kháng thể chống lại COVID-19. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20 tháng 7 thông báo đã hạ mức khuyến cáo về đi lại liên quan tới dịch COVID-19 đối với Ấn Độ và Pakistan. Hoàng Anh Gia Lai hy vọng kế hoạch dời V-League năm 2021 mà VBF đề xuất đến các câu lạc bộ sẽ nhận thêm tham vấn từ huấn luyện viên Kia Tisak Senamwang. Sau 2 năm lập gia đình và có em bé, Phạm Hoàng Quỳnh đã được huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam. Chiếc áo đấu mới của Man United ở mùa 2021-2022 có in tên Jadon Sancho và số 7 huyền thoại. Khánh Huyên gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị, những khán giả đang theo dõi Việt Nam Top News. Việt Nam Top News sẽ nhanh chóng cập nhật nhanh nhất đến quý vị và các bạn những thông tin nóng, những thông tin cần biết trong nước hàng ngày. Và đừng quên đón xem chương trình vào lúc 18 giờ tối hàng ngày trên kênh Việt Nam Top News. Cảm ơn nước uống thần thảo dược WeWell đã đồng hành cùng chương trình này. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đến với những nội dung chi tiết của chương trình hôm nay, ngày 21 tháng 7. Mở đầu bản tin hôm nay, Việt Nam Top News xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 27 tháng 6 đến nay, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 ở TP.HCM đã cho 1.712 bệnh nhân COVID-19 xuất viện. Riêng ngày 19 tháng 7, thành phố có 587 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi từ mùa dịch đầu lên đến 3.658 ca. Trong số 1.712 người này, vẫn có 190 người vẫn còn kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng chỉ số nồng độ virus thấp, CT lớn hoặc bằng 30. Bệnh viện Dã chiến số 1 TP.HCM cho biết tính đến nay, bệnh viện có 4.423 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị. Sở Y tế TP.HCM đã giao các bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 chủ động rà soát các trường hợp F0 không có triệu chứng, thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 8. Nếu kết quả âm tính hoặc dương tính với giá trị CT lớn hoặc bằng 30, tiến hành thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 10. Nếu kết quả test nhanh ngày thứ 10 âm tính, cho phép người viện xuất viện và cách ly theo dõi tại nhà theo hướng dẫn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 vừa có buổi làm việc trực tiếp với TP.HCM về kế hoạch tiêm vaccine đợt 5 cũng như công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. TP.HCM sẽ ưu tiên tiêm cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền. Phấn đấu đợt này tiêm hết cho khoảng 650.000 người trên 65 tuổi. Tại nơi phong tỏa sẽ tổ chức tiêm nhưng ngay khi có gỡ phong tỏa lập tức sẽ tiêm cho dân. Ngoài ra, thành phố cũng ưu tiên cho người nghèo, người sống chen chúc, tạm bợ. Thêm nhóm đối tượng được tiêm là gia đình của lực lượng các bác sĩ tuyến đầu. TP.HCM sẽ tổ chức tiêm đồng loạt trên toàn thành phố, mỗi phường, xã, thôn, trấn sẽ tổ chức ít nhất 2 điểm tiêm. Đồng thời tổ chức các đội cấp cứu với 100 xe cấp cứu để xử lý kịp thời, nhanh chóng khi có sự cố. Ngoài số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ, TP.HCM cũng đang cố gắng tìm kiếm các nguồn vaccine khác với mong muốn làm sao có được nhiều vaccine để tiêm chủng cho người dân. Ngày 21 tháng 7, chủ đầu tư trung tâm thương mại The Garden Mall, Thuận Kiều Plaza cho biết công tác bàn giao bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 số 5 cho ngành y tế TP.HCM sẽ diễn ra trong hôm nay. Cấu trúc của trung tâm thương mại đã được biến đổi hoàn toàn. Tầng 1 trở thành điểm tiếp nhận, sàng lọc bệnh nhân. Hai tầng trên mỗi tầng có 10 phòng lớn để kê giường bệnh. Tại mỗi tầng đều có phòng hồi sức cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, giám đốc bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM được phân công làm giám đốc bệnh viện Dã chiến số 5. Ông cho biết nhân lực phục vụ bệnh viện bao gồm 20 bác sĩ, 40 điều dưỡng và 10 nhân sự lực hậu cần. Họ đến từ bệnh viện Răng Hàm Mặt, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bộ Tư lệnh TP.HCM. Bệnh viện Dã chiến số 5 sẽ đi vào hoạt động trong tuần này. Hai bệnh viện khác cũng đang thi công với tổng quy mô là 6.500 giường bệnh tại quận 7 và huyện Bình Chánh, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 8. Liên tục chương trình là một số câu chuyện đời sống kinh tế dân sinh đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Thủ tướng phương án chỉ khai thác mỗi ngày 2 chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Hiện đã dừng khai thác toàn bộ các đường bay đi đến Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, các đường bay từ TP.HCM, Cần Thơ, Phú Quốc giảm tối thiểu. Đường bay TP.HCM đến Hà Nội và ngược lại từ ngày 9 tháng 7 khai thác tối đa 1.700 khách một chiều một người. Phân bổ Vietnam Airlines 700 khách,
Pacific Airlines 200 khách, Vietjet Air 400 khách và Bamboo Airways là 400 khách. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất hai phương án điều chỉnh hoạt động khai thác ra Hà Nội từ các sân bay khu vực phía Nam. Phương án 1, dừng khai thác các đường bay Cần Thơ, Hà Nội và ngược lại, đường bay Phú Quốc đến Hà Nội và ngược lại. Giảm lượng khai thác đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội xuống còn 800 khách một ngày. Phương án 2, dừng khai thác các đường bay Cần Thơ đến Hà Nội và ngược lại, Phú Quốc đến Hà Nội và ngược lại. Đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội khai thác 2 chuyến khứ hồi một ngày. Sáng 21 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ tiễn đoàn đi đón bà con đồng bào gặp khó khăn do mùa dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 10 chiếc ô tô do công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco hỗ trợ đã lăn bánh bước vào miền Nam để đón bà con đồng hương Quảng Nam trở về. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam còn mang theo 100 tấn nông sản, thực phẩm và 100 triệu tiền mặt do cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh đóng góp để hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, 196 người dân Bình Định được đưa về quê từ chuyến bay đầu tiên hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đã đáp xuống sân bay Phù Cát. Theo ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, trước khi lên máy bay trở về quê tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, 196 người dân Bình Định đã được lực lượng chức năng xét nghiệm Covid-19. Sau khi máy bay hạ cánh, họ được lực lượng chức năng hướng dẫn lên xe để về khu cách ly tập trung tại doanh trại của Sư đoàn Bộ binh 31 thuộc Bộ Quốc phòng. Xin được chuyển đến một câu chuyện nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 khiến nhiều người ở nhà hoặc là mất việc. Thay vì nghỉ ngơi ở không, trằn trọc cơm áo gạo tiền thì nhóm dân cư thuộc nhà B, lô C, D, chung cư Bình Khánh, thành phố Thủ Đức đã rủ nhau thành lập bếp nấu tiếp tế chống dịch Covid-19. Xuất phát từ việc hàng ngày phải chứng kiến sự vất vả của những y bác sĩ, bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu chống dịch tại khu vực bệnh viện dã chiến phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, bếp nhà B đã ra đời, cùng chung tay thổi lửa nấu cơm tiếp sức cho bệnh viện. Bếp bắt đầu với 50 suất ăn từ kinh phí cư dân bỏ ra. Chỉ sau một buổi, nhiều đơn vị khác ngỏ ý xin hỗ trợ nên bếp ăn đã thêm và hiện nay tới 140 suất một ngày. Người góp tiền, người góp sức, cứ như vậy, những phần ăn với đầy tình yêu thương được chuyển đến cho các y bác sĩ cũng như các lực lượng chức năng đang làm việc tại bệnh viện dã chiến ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Chương trình Việt Nam Top News hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 6 và tháng 7 cho thấy 67,6% người trưởng thành có kết quả dương tính với kháng thể Covid-19. Trong khi đó, 62% dân số trưởng thành tại Ấn Độ chưa được tiêm bất kỳ mũi vaccine nào. Theo Reuters, cuộc khảo sát này có sự xuất hiện lần đầu tiên của 8.691 trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi. Kết quả xét nghiệm cho thấy một nửa trong số đó có kháng thể Covid-19. Nghiên cứu cũng đã khảo sát ra 7.252 nhân viên y tế và phát hiện 85% có kháng thể. Cuộc khảo sát cũng cho thấy khoảng 400 triệu người Ấn Độ không có kháng thể. Theo dữ liệu của Our World in Data, có 6,3% dân số Ấn Độ được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng. Làn sóng dịch lần thứ 2 đã khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia Nam Á bị tê liệt. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20 tháng 7 thông báo đã hạ mức khuyến cáo về đi lại liên quan tới dịch Covid-19 đối với Ấn Độ và Pakistan xuống cấp độ 3. Tái cân nhắc việc đi lại. Trước đó, khuyến cáo được đưa ra ở mức cao nhất là cấp độ 4, không đi lại. Tuy nhiên, quyết định trên không có hiệu lực đối với các hạn chế đi lại áp dụng từ tháng 5. Theo đó, cấm gần như toàn bộ người không phải là công dân Mỹ nhập cảnh Mỹ nếu đã từng đến Ấn Độ trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh. Sự điều chỉnh trên được đưa ra khi số ca nhiễm trong ngày của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo các nhà chức trách chưa nên mở cửa lại các thành phố và bày tỏ lo ngại về quan điểm du lịch sẽ làm chật cứng người. Ở phần cuối của chương trình, xin mời quý vị đến với phần tin thể thao. Thưa quý vị, VPF đã gửi 3 văn bản cho các câu lạc bộ vào tối ngày 19 tháng 7. Xoay canh lịch thi đấu dày đặc của các đội tuyển quốc gia Việt Nam từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Phương án tổ chức phần còn lại của V-League 2021 vào tháng 2 năm sau cũng như các ý kiến cho các câu lạc bộ. Ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai nói, Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành in tài liệu cho tất cả các thành viên của ban huấn luyện để cùng nhau nghiên cứu. Trong đó cũng đã cắt cử người dịch toàn bộ tài liệu sang tiếng Thái Lan để huấn luyện viên Khiathisak Sanamwan đưa ra quan điểm của mình. Sau đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai sẽ tổ hợp lại và gửi lên chủ tịch đoàn Nguyên Đức để ông có ý kiến sau cùng. Thời hạn mà VPF thông báo cho các đội là đến ngày 23 tháng 7 tới, Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ nghiên cứu một cách tỉ mỉ để có ý kiến xây dựng trên tinh thần vì cái chung của bóng đá Việt Nam. Trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2022, huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam đã triệu tập tuyển thủ Phạm Hoàng Quỳnh.
Cô gái 29 tuổi này từng khoác áo câu lạc bộ Than Quảng Ninh, nay là câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Hàn Quỳnh tâm sự, lần gần nhất cô được gọi lên tập trung đội tuyển quốc nữ quốc gia là 2 năm trước. Quỳnh nghĩ lý do huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi tôi lên đội tuyển lần này là vì muốn trao cho cô cơ hội ở giải đấu sắp tới. Vì thế cá nhân cô cảm thấy vinh dự và cũng bất ngờ khi huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi lên tập trung lần này. Khó khăn lớn nhất của Quỳnh khi quay trở lại có lẽ là vấn đề về thể lực. Hiện tại cô đã 29 tuổi, thời gian 2 năm vừa rồi Quỳnh lập gia đình và có em bé nên thể lực cũng đã giảm đi nhiều so với trước đây. Quay trở lại lần này cô cũng muốn truyền kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Tại một website chuyên đồ thể thao, chiếc áo đấu mới của Man United ở năm 2021-2022 có in tên Jadon Sancho và số 7 huyền thoại đang được rao bán. Tuy nhiên, đáng chú ý là website này còn khiến các fan hoang mang hơn khi bán cả áo số 7 có in tên Cavani. Lúc này Cavani vẫn đang nắm giữ áo số 7, còn Sancho thì chưa biết sẽ mặc áo số mấy. Có thông tin cho rằng Cavani không có ý định nhường áo số 7 cho Sancho và ngôi sao người Anh chỉ có thể được giao số 7 khi Cavani rời đi hoặc đồng ý nhường lại cho đàn em. Số 7 từng được mặc bởi danh thủ xuất sắc như Cristiano Ronaldo, Eric Cantona hoặc và David Beckham. Tuy nhiên, những người kế thừa sau đó đều không thể làm rạng danh nó như những người trước đã từng. Mọi thứ chỉ ổn thỏa khi Cavani đến Old Trafford vào mùa hè năm 2020. Bản thân Cavani thực tế thích áo số 9 hơn, nhưng nó đang được nắm giữ bởi Anthony Martial. Trường hợp Cavani nhận được về áo số 9 khi Sancho có lẽ sẽ được giao vào áo số 7 mà anh từng dùng tại Dortmund. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Việt Nam Top News tối nay. Quý vị đừng quên đón xem chương trình vào lúc 18 giờ trên kênh YouTube Việt Nam Top News và hãy nhấn nút subscribe kênh Việt Nam Top News để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất trong ngày. Khánh Huyền xin cảm ơn nước uống thuần thảo dược WeWell đã đồng hành cùng chương trình. Khánh Huyền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.